Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong một năm diễn ra rất nhiều sự kiện. Tuy nhiên, cứ đến tháng 12 âm lịch, khi tận tay xé những tờ lịch cuối cùng, lòng tôi lại vô cùng hồi hộp và xao xuyến. Vì một năm cũ sắp qua đi và một năm mới đang tới gần. Mỗi dân tộc, mỗi đất nước đều có những phong tục, tập quán riêng. Với người dân Việt Nam, Tết là dịp vô cùng ý nghĩa. Tết giúp cho mọi người được sum họp, quây quần bên nhau, cùng nhau nhìn lại những ngày tháng đã qua và ước nguyện một năm mới đang tới gần. Tết giúp cho mọi người được gần gũi, xích lại gần nhau hơn, cùng nhau tha thứ và bỏ qua cho nhau. Dù ai đi đâu về đâu thì cũng không thể quên được ngày Tết cổ truyền của dân tộc, ngày hội của non sông, ngày hội của gia đình.